Giới thiệu với mọi người, mình có một combo A7R4 với 35 1.2. Nếu anh em mà chuyên chuộc indoor, outdoor thì bộ này có lẽ là rất là hợp lý cho anh em. Đây là một cây len mới nhất của nhà Sigma, cây len DGDN. Cái này phi 82 rất là to, khủng bố luôn anh em nhé. Đấy, đây dưới này có phần click on off này, xịn cho anh em. Ở trên thân len nó có một cái AFL, anh em có thể ấn focus ở đây được, và một cái nút là AFMF. Trên thân len thì chúng ta có một cái vòng xoay khẩu nữa. Đấy, từ khẩu 16 cho đến là khẩu 1.2 luôn, rất là xịn. Con len này có cái phi là 82, mình sẽ tháo lắp cho anh. Dòng len cao cấp, vì thế cho nên là nó sẽ có một cái nút ấn ở đây. Khi anh em muốn tháo len ra, anh em ấn vào đây một cái để cho nó tránh bị hỏng cái đường dây, cũng như là đây là cái bên trong cái thấu kính nhá mọi người. Mà anh em chịu ngưỡng cái thấu kính bên trong nó rất là đẹp luôn, rất là xịn. Anh em mà chụp studio, phim trường hay indoor, outdoor thì con 35 này sẽ đáp ứng được cho anh em tất cả mọi thứ. Cái 35 này sẽ đi kèm với cái 85. Nếu như anh em muốn chụp chân dung mà xịn sò nữa thì anh em có thể mua thêm một cái chân dung 85 1.4 arc nữa, rất là ngon nhá. Vì cái dòng mà chuyên chụp cho nên là mình thấy cái màn hình của con A7R4 này nó đẹp hơn hẳn luôn so với dòng A73 nhá mọi người. Đẹp hơn hẳn luôn. Và cái con A7R4 này nó cũng cho khả năng chụp liên tiếp rất là nhanh, rất là xịn sò. Anh em ơi, đấy, anh em thấy không? Con này cũng có AI tracking rất là nhanh luôn. Đây là mình để AFA không phải AFC nhá. AFC thì còn nhanh hơn nhiều. Có khá nhiều anh em tranh cãi cái cách cầm máy ảnh. Thực ra với mình thì cái đấy nó không có quan trọng lắm anh em ạ. Đầu tiên thì ngày xưa ấy, cái hồi mà mới chụp ấy thì mình hay cầm như này, cầm trúc xuống như thế này. Nhưng mà những cái con máy mà nó to, ống to như này ấy, thì cầm đâu anh em sẽ rất dễ mỏi tay và rất là dễ thả. Hoặc là anh em có thể đỡ tay xuống dưới cái chỗ này. Nhưng mà mình nói thật với anh em là lâu dài ấy, thì mình thích cầm như này hơn. Mình thích cầm như này bởi vì là cái tay của mình nó có cái điểm tì vào người của mình, cũng như là tay đây cầm rất là chắc chắn và sẽ không bị mỏi. Kể cả khi mà anh em có xoay cái cổ tay như thế này thì nó cũng rất là dễ chịu, dễ thở hơn rất là nhiều. Một số anh em bảo là cầm máy gì nhỉ, cầm máy sợ nó đau với sợ thế kia ấy. Thực ra thì cái đấy nó đâu quan trọng đâu, mình cầm thấy thế nào nó thoải mái là được. Máy thì mình cầm vẫn hay, thường thường thì mình hay cầm như thế này. Còn tùy, mỗi người sẽ có một cái sở thích. Mình thấy cầm như này rất là mỏi và đau tay, mỏi khoảng cái đoạn cổ tay này đấy. Còn bình thường mình cầm như thế này rất thoải mái, không bao giờ bị đau tay. Thậm chí là mình cầm một tay cũng được, không cần phải cầm đến hai tay. Cầm như này mình có thể cầm với anh em 10 phút luôn, hoặc 20 phút cũng được. Thế nhưng mà cầm như thế này á, mình khẳng định với anh em luôn, chỉ 3 phút đến 5 phút thôi là anh em mỏi tay lắm rồi. Không những mỏi cổ tay, chúng ta còn mỏi cả phần bắp nữa, phần bắp tay ở chỗ vai ấy, rất là khó chịu. Vì vậy cho nên là mình quyết định cầm như thế này. Cầm như này mình vừa không bị mỏi cổ tay, không bị mỏi bắp tay, rất là dễ chịu.